Wow. Cứ mỗi sáng mà Viên lên thì Viên thấy mọi sự nó đều thay đổi hết các bạn ơi, rau nó phát triển hàng ngày hàng giờ luôn các bạn. Đây rau muống nè, cái này mới được 1 tuần lẻ đây các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Viên trồng rau muống rồi, kết cải bó xôi cũng vậy, các bạn thấy không, bữa nay nó phát triển nó xè lá to ra nè đây các bạn, quá đẹp luôn. Rồi cây cải cũng vậy, hay cải đỏ quá tuyệt vời. Cái này đáng tính là thứ bảy này xíu lên vàng đây các bạn ơi. Này bỏ sâu, này bỏ sâu, cái này cải muối dưa đó các bạn. Rồi bây giờ giới thiệu với các bạn, cái này là con giống mà cái trong xốp để mà trồng thủy canh nha các bạn, còn cái kia nãy là viên trồng bán thủy canh. Rồi ô cải dưa, ôi trồng quá tuyệt vời, cải dưa đẹp quá. Để viên giới thiệu một chút về cải dưa nhé.